Ông giờ đưa hai tay lên nhìn này, lấy mắt đỏ. Bảy chỗ anh coi sao anh khách, cho người dân khách coi thì hỏi khách đấy. Ta lên nha. Tên tuổi địa chỉ. Anh tên Vy. Anh tên Vy. Anh tên Vy. Anh tên Vy. Mình nói tiếng tiếng luôn. Anh mua anh tính mua cho gia đình mà. Anh coi. Coi sơ quan coi tự tại nên tham khảo cái dòng khác á. Màu thì chắc anh thấy màu trắng. Màu trắng. Anh thì lái chính mà. Anh thích màu trắng. Vợ con thì ở nhà nó muốn làm gì làm. Tiền thì mình mang thêm vấn đề. Nếu mà mua thì anh biết cái dòng khác có là anh á, giờ anh đi, anh đi ấy anh thường thường đi trong phố mà anh ít đi rừng rú à, đó anh có không cần đi rừng rú, anh có cần đi phượt anh em ta hay đi chắc chắc anh lấy một cầu á, chứ nữa trách nhiệm tư vấn anh một cầu nha, nhưng anh coi thì chứ tiền mặt thôi, mua tiền mặt, nói chung là tết nhất là mua tiền mặt cho nhanh, còn qua tết thì anh mở rồi vay sao chuyện qua mà được thì mua tiền mặt, sau đó anh cầm thế xe rồi sao chuyện nó không sao hết. Dạ, đây có là một cầu không giới thiệu anh không? Giới thiệu anh biết không? Này giờ là xài đèn led đó em, led nó ngon, giờ công nghệ đèn led đó không, nó ban ngày đúng không? Cái này sạch động cơ như em 2.0. Nó sạch turbo tăng ngáp nha. Anh có nghe nghe nó bi, nói chung là một turbo ha. Còn con bi turbo là 2 turbo ha. Bao nhiêu mã lực?
lượt là 213. Như em vậy. 208 à. Ok. Nói chung khá. Đúng rồi, nói chung là nhìn máy móc, tại vì anh đi Việt Nam mà. Nhìn con máy móc là chính thôi. Nhìn con này nó máy móc cái này cũng ok, cái này nó phải tặng. Đó chắc chắn luôn, tại có hơn cái lớn này chống ồn. Này chống ồn chưa ấm à. Hiện giờ như cái gì anh nhớ như có chỉ có con này gặp điện thôi á, mấy dòng khác đâu có gặp điện đúng không? Đâu bánh nhiều phòng nằm đâu đâu thành đâu thế đâu à chút xíu gì hả chút xíu gì hả à cũng ok không được được ngon dạ cho tôi thắt cho bà vợ coi đâu. Anh coi thế ngon á. Cơ bản là được rồi. Và tính toán là cái giá các.